Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì các bạn thì hôm nay thì mình có mặt ở trại bồ câu ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ở đây là trại chim giống bồ câu ti tan thái siêu thịt các bạn nhé. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ dạo quanh một vòng ở cái trại này, cũng như là lượng trứng bồ câu. Tại vì hiện tại cũng có một số cặp đẻ đó, thì mình sẽ cho các bạn xem những cái trứng này nó như thế nào. Vâng, đây là những cặp chim bồ câu thái siêu thịt các bạn nhé. Trước đó vài clip thì ở cái trại ở huyện Buôn Đôn này thì mình cũng mới xây thôi. Mà được một tháng nay thì mình cũng đã đưa bồ câu về đây rồi. Đây, những cặp chim bồ câu các bạn nhé. Nói chung là nhiều bạn cũng comment hỏi là cái loại bồ câu ti tan thái siêu thịt này thì nó thích ứng với thời tiết như thế nào. Thì mình cũng xin phép nói luôn là bồ câu ti tan thái siêu thịt này á, thì mình nhập bên Thái Lan về. Và cái điều kiện khí hậu tại Việt Nam này hoàn toàn có thể nuôi được loại giống bồ câu ti tan thái này các bạn nhé. Khí hậu lạnh hoặc là khí hậu ấm áp như ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương thì đều có thể nuôi được. Và trước đó thì mình cũng bán cũng khá là nhiều giống đi ở các tỉnh phía Bắc rồi. Thì tất cả mọi người nuôi thì nói chung cũng đều khá là ok. Một ngày thì mình sẽ cho bồ câu ăn 2 lần các bạn nhé. Và buổi chiều nay thì mình đã cho ăn rồi. Và những cái thay này thì nó cũng đã ăn sạch rồi. Ăn rất là nhiều. Đây, những cặp bồ câu rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tìm trứng bồ câu các bạn nhé. Tìm trứng bồ câu cho các bạn xem. À đây, đây. Đây có một quả trứng. Chắc là có lẽ là mới đẻ vào lúc chiều hôm nay thôi. Thì những quả trứng này thì lát nữa thì mình sẽ đi lượm nó, lượm trứng. Sau đó thì mình cũng sẽ để vào cái máy ấp trứng các bạn nhé. Tại vì ở trại mình là cho bồ câu ấp bằng máy chứ không có cho chim bố, chim mẹ ấp. Đây là cái hệ thống nước tự động này. Khi mà hết nước thì nó sẽ nước mới thì sẽ tự chảy vào đây luôn. Mình không cần phải chiêm nước vào đây. Nước sẽ tự chảy. Và mình cũng đánh số ở mỗi lồng chim để mình theo dõi cái quá trình sinh trưởng và phát triển của mỗi cặp á. Thì mình cũng theo dõi nó cũng dễ hơn. Hiện tại ở trại mình thì ở trên Buôn Đôn này thì chỉ nuôi một loại bồ câu ti tan thái thôi các bạn nhé. Sắp tới thì mình cũng sẽ nhập một số giống nữa, đó là bồ câu gà Mỹ. Và Pháp thì mình cũng đang tính nuôi khoảng một số ít thôi. Tại vì nhiều người nông dân thì bây giờ cũng khá là thích nuôi Pháp. Theo mình nghĩ là chắc họ là quen nuôi thôi. Quen nuôi thì bây giờ họ thích nuôi lại cái loại đó thôi. Vì nhiều người hỏi mình thì bây giờ họ mới biết đến cái loại bồ câu thái này thì nhiều người không có biết. Đây, những con bồ câu rất to các bạn nhé. To và rất khỏe đây. Với cái lưới hứng phân này thì 1 đến 2 tháng thì mình sẽ dọn một lần. Và phân chim này thì mình sẽ đi bón cho cây ăn quả xung quanh vườn của mình luôn. Hiện tại thì trời nó cũng khá là tối, hơn 5 giờ chiều rồi. Nên là hình ảnh clip của mình nó cũng hơi tối.
Và nếu mọi người mà có nhu cầu nuôi bồ câu ở Đắk Lắk nói chung và những tỉnh ở khu vực Tây Nguyên thì có thể liên hệ với trại của mình, thì mình sẽ cung cấp giống cho mọi người. Và ngoài ra thì ở trại của mình thì cũng sẽ tư vấn tận tình cho những ai mà muốn nuôi bồ câu nhé. Và ngoài ra thì bồ câu ra ràng thì chất lượng của nó thì nhiều người thì cũng biết đến là bồ câu ra ràng là một loại thực phẩm cũng khá là dinh dưỡng rồi, mà mọi người muốn nuôi muốn mua để ăn hay làm gì đó thì mọi người có thể liên hệ với mình. Bây giờ làm sao bật được cái đèn này lên nhỉ? Là mình sẽ bật điện lên nhá, mình sẽ tìm cách bật điện lên cho nó sáng một chút. Hiện tại giá bồ câu ở trại Minh Dũng mình thì giá từ 500 đến 550 ngàn một cặp các bạn nhé. Và những ai muốn nuôi thì có thể liên hệ với bên mình. Đây, mình đã bật điện lên rồi các bạn nhé. Đây là những cặp bồ câu giống của mình, chất lượng nhất của mình đây. Rồi mình sẽ tiếp tục đi tìm trứng nhá. Và đây có một quả trứng nữa vừa mới được lọt đây. Và lát nữa thì nhân công của mình sẽ đi lượm trứng này. Nãy giờ mình quan sát thì hầu như là những máng ăn này thì bồ câu của mình đều đã ăn sạch rồi. Nhiều người cũng thắc mắc hỏi mình là cho ăn loại cám gì. Thì ở trại mình thì chỉ cho ăn bồ câu ăn cám con cò thôi. Cũng không có tiêm thuốc bổ hoặc là gì cả. Cái này là đều là nuôi tự nhiên hết các bạn nhé. Và chất lượng thịt ở trại bồ câu ở trại Minh Dũng mình thì có lẽ là mình cũng không phải bàn tới rồi. Mọi người có thể search Google tìm hiểu ở trên trang web của mình hoặc là trên kênh YouTube của mình. Thì những clip của mình thì các bạn khi mà xem qua thì chắc mình nghĩ là chắc chắn là sẽ hiểu được cái chất lượng ở trại của mình rồi. Rất là nhiều cú điện thoại và comment hỏi về cái lồng chim bồ câu. Cứ một lồng này là 150 ngàn các bạn nhé. Thì đã bao gồm tất cả những cái hệ thống đây. Đây là dây nước tự động này. Khi mà hết nước á thì nó sẽ tự chảy vào đây này. Đây, chim bồ câu sẽ uống nước ở đây. Đây là máng ăn này. Máng ăn này được sẵn thức ăn này. Sẵn thức ăn rồi. Đây. Đây, những cái con chim bồ câu đang sinh trưởng và phát triển ở trong những chiếc lồng như thế này. Đây thì là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì hiện tại thì hai cặp như thế này đang nuôi ghép khoảng 3 con này. Thì bồ câu này tầm khoảng được 12 ngày rồi nhá. Sao mình nói cho bao đầu tư cho con lồng ra. Và clip sau thì mình sẽ làm về một cái quy trình nuôi bồ câu. Một ngày nuôi bồ câu của mình sẽ bao gồm những công việc gì các bạn nhé. Này. Thôi, clip hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.